Tại sao lại như vậy chứ mẹ? Nếu con và anh Kỳ không phải là anh em thì hay biết mấy. Các đồng chí, bắt đối tượng. Ở đây để lo. Lại cho. Tại sao bọn họ lại ác như vậy? Ba của mình đâu có làm gì có tội đâu. Tại sao lại bắn ba tới chết chứ? Sẽ có người xuống cho ba tao ngay thôi. Kìa, mày nhớ mày là công an đó, không phải giang hồ đâu. Hiện giờ những tên đàn em thân tín với của anh đều đã bị bắt. Nếu không hành động ngay thì chính anh đây sẽ rơi vào vòng nguy hiểm đó. Sau vụ này, tôi sẽ tìm mọi cách đưa cậu đi nước ngoài, cho cậu sống một nơi thật an toàn. Ông hai nghĩ sao khi mà sắp tới em sẽ tiếp quản băng nhóm của chúng ta? Gọi tôi ra đây không sợ ông hai phát hiện hay sao? Nếu mà tôi sợ ông phát hiện thì kêu anh ra đây làm gì nữa. Mà công nhận ông anh liên lạc hơi bị khó đấy. Đừng có dài dòng nữa. Có chuyện gì nói đi. Tôi với ông không tiện ngồi đây lâu đâu. Sắp tới ông hai sẽ làm một phi vụ làm ăn rất lớn. Làm xong vụ này ông sẽ nghỉ luôn. Ý của ông là sao? Ông không muốn làm những phi vụ như vậy nữa hả? Tôi nghĩ là hiện giờ ông biết được thân thế của thằng Kỳ, không muốn đối đầu với nó. Không muốn đối đầu hả? Tôi nhận ra là hình như dạo gần đây tôi thấy ổng rất là thương thằng Kỳ. Chắc có lẽ vì chuyện đó cho nên làm xong vụ này ổng sẽ nghỉ luôn. Lý do ngày hôm nay tôi kêu ổng tới đây, ổng nghe cho kỹ. Tôi muốn ổng hợp tác để cùng lấy lại phần của ổng. Ông nghĩ sao? Có thật là ổng muốn nghỉ luôn hay không, hay là ông muốn đánh một đòn gì đó để qua mắt bộ mắt xanh? Tôi nghĩ trong chuyện này ông làm phi vụ này xong sẽ nghỉ luôn đó. Vì đây là một trong những phi vụ rất lớn. Đúng là lòng tham của con người vô đáy. Đã muốn nghỉ thì nghỉ luôn cho rồi, cố gắng cạp thêm một miếng lớn nữa rồi mới nghỉ hả? Đâu có dễ vậy. Bây giờ ý ông sao? Ý của ông muốn nói là bây giờ tôi với ông hợp tác làm ăn đúng không? Đúng. Thứ nhất, hiện giờ bọn mắt xanh đang đưa tôi vào tầm ngắm. Tôi không thể nào làm một mình được. Tôi muốn hợp tác với ông anh, như vậy tôi nghĩ sẽ tốt hơn. Thật ra tôi giờ cũng như ông thôi. Nhưng mà ông nói cũng đúng. Hai con hổ bị dồn vào bước đường cùng. Chúng ta nên hợp tác làm ăn thì mới mong thoát được. Ừ. Hiện giờ đang có một đối thủ mới nổi lên, đối đầu với ông hai của chúng ta. Ông biết Thành lão đại chứ? Tôi cần ông xử hắn giùm tôi. Nhưng mà tôi không biết Thành lão đại là ai. Ông muốn tôi xử hắn là xử như thế nào? Xử hắn trước khi hắn làm bất cứ điều gì bất lợi cho chúng ta. Xử hắn thì tôi không biết bằng cách nào để xử. Nhưng nếu ai mà muốn đụng tới tôi và ông, hoặc là muốn tranh giành với mình,
thì tôi sẽ cho ông biết hậu quả như thế nào. Ok, hãy yên tâm làm phi vụ cuối đi, rồi tất cả những thứ mà hắn có sẽ thuộc về tôi và ông. Đúng, tất cả sẽ thuộc về chúng ta. Thôi được rồi, cứ như vậy đi. Còn cần gì nữa thì ông cứ gọi cho tôi. Ok. Thằng này đúng là không tin được. Người không vì mình trời không trách gì. Được rồi, xong vụ này tao sẽ xử mày. Hợp tác hả? Nhảm nhí. Tất cả sẽ thuộc về một mình tao. Chỉ một mình tao thôi. Anh Kỳ. Ân à, anh hẹn em ra đây, rồi ba em biết được, có gây khó khăn gì cho em không? Dạ, cũng không có gì đâu anh. Ân à, anh hẹn em ra đây là để nói chuyện lúc tụi mình còn nhỏ. Nè, em ăn đi, món mà ngày xưa em thích nhất đó. Cảm ơn anh. Anh không ngờ cô bé năm xưa mà anh giúp lại chính là em. Đúng là trái đất tròn. Còn em thì đã nhận ra anh lâu rồi. Lúc mà em nhìn thấy cái bớt trên chân của anh và câu chuyện anh kể về việc hay giúp một cô bé khóc nhè năm xưa, thì em đã lò mò đoán ra rồi. Thật vậy hả? Vậy mà anh không hề biết. Chưa hết đâu nha. Tính cách của anh á cũng hay làm cho em đoán anh là người đó đó. Tính cách của anh sao? Thì anh rất là tốt bụng, anh hay giúp đỡ người mà không cần người đó phải nói tiếng cảm ơn. Tính của anh như vậy là do ba anh dạy anh đó. Ba anh thường nói là mình giúp đỡ người ta không cần phải để người ta cảm ơn, tự nhiên cuộc đời sẽ có người khác giúp mình thôi. Vậy là ba anh chắc tốt lắm ha. Với anh, ba anh là tấm gương để anh noi theo cuộc sống, cả công việc. Và mẹ của anh cũng vậy. Ba anh luôn là niềm tự hào của riêng anh. Ba anh ở dưới đó mà nghe được những lời này thì chắc là vui lắm á. Còn với em, dù ba em có thể bảo thủ và hơi gia trưởng, nhưng mà em rất là thương ba em. Chính ba em đã dạy cho em nấu những món ăn Việt. Chính ba đã dạy cho em những điều cần làm trong cuộc sống. Dù bây giờ em biết ba không hoàn toàn là người mà em từng nghĩ, từng thần tượng, nhưng với em, ba cũng là một người ba tốt. Vừa rồi em nghe ba nói sắp tới bà sẽ buôn bán chuyến cuối, xong rồi nghỉ không làm nữa. Có vẻ ba muốn trở thành một người làm ăn hợp pháp. Em nghe ba em nói chuyện này với em à, có thật là ông ta muốn làm ăn hợp pháp không? Chuyện này ba em nói với mẹ, nhưng em đã nghe được. Dạ, em biết ba em đang nói rất thật. Anh hiểu những suy nghĩ của em, nhưng mà chính anh cũng đang mâu thuẫn là vì trong con người của anh luôn có dòng máu của ông ấy. Nhưng mà anh phải làm theo công lý và lẽ phải.
Mong em hiểu cho anh. Anh ước gì ông ta không gây ra những chuyện như vậy thì anh đã không phải khó xử như thế này. Em cũng mong như vậy. Nhưng mà thôi, bỏ qua mấy chuyện đó đi. Anh hẹn em hôm nay là muốn nhờ em một chút chuyện. Anh cứ nói đi, giúp được gì thì em sẽ giúp mà. Hiện nay Lan có vẻ rất buồn vì sự ra đi của ba anh. Anh và mẹ thì lại bận công việc, chính vì vậy nên không thể bên cạnh Lan. Nếu như có thời gian, em qua thăm Lan và động viên Lan giúp anh. Dạ, anh đừng lo, em biết chuyện đó mà. Nếu anh không nói thì em cũng sẽ làm. Những lúc em buồn thì Lan cũng hay động viên an ủi em mà. Có em bên cạnh Lan thì anh cũng an tâm hơn. Cảm ơn em rất nhiều nha. Nãy giờ mình nói chuyện cũng nhiều rồi, thôi ăn đi em. Dạ. Hôm nay chúng ta sẽ có một vụ giao dịch rất quan trọng. Nếu trót lọt vụ giao dịch này, anh em chúng ta sẽ có một số tiền rất lớn để tiêu dùng. Tôi mong là anh em hãy giúp đỡ tôi. Thưa ông hai, tất cả tụi em sẽ cố gắng để bảo vệ số hàng này một cách cẩn thận nhất. Dạ, tụi em sẽ giúp ông xong vụ này, chắc chắn là vậy. Được, cảm ơn anh em rất nhiều. Dạ. Tới giờ rồi, bây giờ chúng ta cùng lên đường. Chào ông hai. Ông đã hất tôi ra ngoài. Hôm nay sẽ là ngày tàn của ông. Chết của mày đã điểm rồi. Lẹ lên, lẹ lên. Rồi lẹ đi, nhanh tay đi. Biết rồi, nhẹ nhẹ thôi nha. Cẩn thận nha, hàng quan trọng không đó. Dạ biết rồi. Đây, đỡ nè. Chừng đó. Từ từ thôi, nhẹ nhẹ thôi. Ê, chú ý kiện hàng tao nói nha. Dạ biết rồi. Cẩn thận đó. Rồi lẹ lên. Có chân đó. Rồi lên. Rồi, đưa cho em ra. Nè. Từ thôi. Đây. Anh Dũng. Chào tất cả mọi người. Anh Dũng à, đây là Thảo, là trinh sát mới bên đội phòng chống tội phạm, được cấp trên bổ nhiệm về để hỗ trợ cho chuyên án lần này của chúng ta. Thảo,
em phải theo sát và yểm trợ cho anh Dũng nha. Chào anh. Chào em. Ngay bây giờ anh sẽ tấn công trước, rồi sau đó em sẽ tấn công tiếp theo, theo kiểu sống vào bờ liên tục cho chúng không biết đường đỡ. Rõ chưa? Rõ. Hành động đi. Các đồng chí đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Tất cả chú ý, xuất phát. Đó. Ai cũng vào xe lấy đồ ra đây. Dạ. Sao rồi? Mọi thứ sẵn sàng rồi bác sĩ. Tốt, chuẩn bị đi. Dạ. Anh uống nước đi. Anh có vẻ căng thẳng quá rồi đó. Anh đừng có lo lắng nữa. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi mà. Anh tên là gì? Anh nè, sau chuyện này mình đừng có làm mấy chuyện như vậy nữa nghe anh. Có như vậy thì cuộc sống của con Ân mới được yên ổn. Thời gian vừa rồi đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi. Đúng vậy. Anh sẽ kết thúc tất cả sau ngày hôm nay. Nhẹ thôi. Nhanh lên chờ tỏ rồi. Nhanh lên. Phụ nè, nè đưa tao nè. Ừ, thôi. Hàng quen được em. Dạ. Bị bể nha. Dạ dạ. Cẩn thận. Đúng nè. Em biết rồi. Ừ. Chuyện rồi đưa em. Này này này. Đỡ nè. Nè 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 nhanh 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 nhanh. Tao. Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. Lại lên. Không được chạy. Anh có thấy gì bất thường không? Không, mọi chuyện đều ổn. Đứng im. Ta còn cách nào khác nữa? Mày không thể cho tao con đường sống hay Dũng? Mày đừng chống cự được. Chấp nhận bị bắt đi. Mày nói tao biết đi. Nếu mà ngày hôm nay tao bị bắt, tao sẽ vô tù. Tao sẽ bị kết tội như thế nào? Mày nói đi. Chuyện đó pháp luật sẽ xử mày. Nhưng mà chắc chắn không thoát được cái tội tử hình, có đúng không? Tao không nói trước được. Đó không phải là thẩm quyền của tao. Mày ngoan ngoãn mà chịu bắt đi. Đừng chống cự vô ích. Dù gì tao cũng chết thôi. Chính mày đã mạnh dục. Mày gây ra hết tất cả. Chính mày biến tao thành như vậy nè. Nếu như lúc đầu mày không cản tao tới Nhĩ Lan thì tao đâu phải là người như vậy đâu. Mày đổ lỗi cho tao sao? Hãy nhìn lại chính bản thân mày đi. Được. Hôm nay chúng ta giải quyết hết tất cả. Mày nói mày căm hận tao vì tao đã ngăn cản mày đến Nhĩ Lan. Tao nói mày, chuyện đó không phải. Mày chỉ biết cho riêng mày thôi. Mày không dám từ bỏ con đường tội lỗi của mày. Để quay lại, tại sao mày có thể xứng đáng với Lan chứ? Hả? Lan cũng rất là đau buồn khi không thể quen với mày. Nó là một đứa con gái cần được sự bảo vệ.
chứ không phải suốt ngày chỉ biết bảo vệ một kẻ, tối ngày chỉ biết đâm chém như mày. Còn mày, mày cũng đã phản bội tao mà. Tao đã tính tính tử mày, hết lòng vì mày. Mày muốn chơi đúng không? Được. Muốn chơi sao? Được. Hôm nay chúng ta giải quyết tất cả. Anh sốt ruột quá rồi đó. Anh làm cho em á sốt ruột lây luôn nè. Chưa bao giờ anh cảm thấy sốt ruột như vậy. Cũng giống như năm xưa vậy, anh tính lập phi vụ cuối cùng rồi nghỉ, thì lại xảy ra chuyện. Chuyện gì vậy anh? Hay là vì chuyện đó mà anh phải rời Việt Nam qua ở chỗ của chồng em? Đúng vậy. Con đâu rồi em? Sao không thấy nó? Con Ân hả? Chắc nó qua nhà bạn nó rồi. Chắc con bé đau khổ lắm, cũng đành phải chịu thôi. Nhưng sau những chuyện xảy ra, anh có cảm giác em không quyết liệt trong chuyện của hai đứa. Thậm chí em còn tạo điều kiện nữa. Đâu có đâu anh. Sao anh lại nói vậy? Có thể trước đây thì em ủng hộ, nhưng mà từ khi em biết sự thật về nó thì làm sao em làm như vậy được. Anh đừng có đa nghi quá, đừng có suy diễn lung tung. Có lẽ do anh căng thẳng quá cho nên mới như vậy đó. Nếu như mà anh cảm thấy sốt ruột quá vì chờ tin của thằng Quang á, thì anh cứ điện thoại cho nó để hỏi tin tức. Em nghĩ bây giờ nó cũng xong chuyện rồi đó. Em nói đúng đó, chắc là đã xong việc rồi. Tại sao không liên lạc được với nó? Chẳng lẽ có chuyện xảy ra với nó và Lô Hoang rồi? Sao vậy anh? Nằm im! Cộng cái ta đây! Cộng lại! Đây không phải là lỗi của tao. Thảo, thông báo cho mọi người rút về đơn vị. Chạy hắn ta đi. Đi. Nhanh. Đi. Nhanh lên. Hai cô dọn đồ đi. Dạ. Nhanh lên.
Các đồng chí, giải tội phạm về trụ sở. Dạ, đi. Lên. Dũng đã đi trước rồi, chúng ta phải theo sau để hỗ trợ cô ấy. Dạ rõ. Nhưng mà thủ trưởng đã cho bố trí trinh sát để bảo vệ nhà ông Trùm chưa? Rồi, mặc dù Dũng muốn trực tiếp bắt hắn, nhưng mà chú đã bố trí thêm vài người để hỗ trợ cô ấy khi cần. Như vậy thì quá tốt rồi. Con chỉ sợ là anh ấy vì quá nôn nóng mà lại gây nguy hiểm cho chính mình thôi. Chắc có lẽ không sao đâu. Dạ. Tôi chỉ xin hỗ trợ một điều. Trong cuộc truy bắt này, hãy để tôi trực tiếp bắt Lý Quang và ông Trầm Tà Quân. Có như vậy tôi mới cảm thấy hoàn thành nghĩa vụ với lời hứa của ba mình. Alo. Dạ, tôi nghe rồi. Rõ, đồng chí Mỹ. Dạ rõ, thủ trưởng. Phải kết thúc chuyên án này nhanh, đồng chí đi triển khai đi. Dạ rõ. Ừ. Dạ thủ trưởng. Ừ. Thôi Lan đừng buồn nữa nha. Nếu không thì mẹ Lan và anh Kỳ sẽ lo lắng cho Lan lắm đó. Mình biết mà. Anh hai kêu ông qua đây an ủi mình phải không? Anh hai lúc nào cũng lo lắng cho mẹ với mình hết á. Thì tính của ảnh hồi nào giờ vẫn vậy mà. Dạ con chào dì. Chào con. Thôi hai đứa cứ nói chuyện tiếp đi nha. Dạ. Đừng khóc nữa Lan. Thôi mình về. Có gì á thì cứ gọi cho mình nha. Nhớ đừng buồn nữa đó. Ừ. Mình sẽ cố gắng. Cảm ơn ân đã tới đây an ủi mình. Có gì đâu mà cảm ơn chứ. Những lúc ân buồn á, Lan cũng động viên an ủi ân mà. Mình cũng muốn nói chuyện với dì lắm, nhưng mình vẫn còn ngại quá. Lan à, Lan lựa lời an ủi dì giùm mình nha. Ừ, được rồi. Có gì Lan sẽ nói với mẹ. Cảm ơn ân nhiều nha. Ừ. Thôi ân về nha. Lan à, Lan đừng có buồn nữa nha. Ừ. Thôi giờ ân về ha. Ừ. Ân về đi, nhớ cẩn thận nha. Ừ. Tạm biệt. Ừ. Đừng kịp. Anh Khương, sao anh lại làm vậy? Im. Mày la là tao bắn nó. Lan. Đừng làm vậy. Lan ơi. Lan. Lan. Lan ơi. Lan ơi. Ngồi xuống. Lan đi. Không được. Đừng làm vậy. Đừng lại. Đừng. Chị ơi. Chạy. Chị. Lan à. Con nghe mẹ. Dũng hả? Con Lan với con Ân bị bắt cóc rồi con à. Mẹ nói sao? Lan và Ân bị bắt cóc rồi hả?
Ai bắt vậy mẹ? Là cái thằng bữa trước bắt cóc con Ân đó. Con đi cứu hai đứa nó đi con. Thôi được rồi, con sẽ đi cứu ngay. Mẹ gọi báo mấy anh công an giùm con nha. Alo, thủ trưởng hả? Tôi có việc gấp. Kế hoạch bắt ông Trùm Tà Quân. Nhờ thủ trưởng lo giúp tôi. Chào thủ trưởng. Anh đừng căng thẳng quá, anh cứ ngồi xuống đi. Làm sao mà anh ngồi được? Đây là phi vụ cuối cùng mà. Anh cứ bình tĩnh đi, có gì xong chuyện nó sẽ điện cho mình mà. Chắc nó điện thoại cho anh đó. Là số lạ. Anh cứ nghe đi. Alo. Chú Danh hả? Lâu quá không gặp chú. Chú khỏe không? Thằng Khương. Dạ đúng, là nó. Chú nhận ra nó rồi hả? Mày còn dám gọi điện thoại kiếm tao à? Tại sao mày không biến đi? Thằng phản bội. Đúng rồi, tôi là một thằng phản bội. Nhưng mà do ai? Do ông đó. Xin lỗi chú, con lớn tiếng chút nha. Đừng nói nhiều. Gọi tới tao có chuyện gì? Đương nhiên là có chứ. Con gọi cho chú là phải có chuyện. Mà nè, thông báo với chú một tin vui. Con gái của chú đang nằm trong tay của tôi. Sao? Mày dám? Mày dám? Mày dám bắt cóc con gái của tao? Gì đâu không dám. Bắt cóc là chuyện thường thôi. Nè, tôi nói cho chú biết. Gom tất cả tiền bạc, tài sản trong nhà tới đây cho tôi. Càng sớm càng tốt. Nếu không, con gái của chú không còn nguyên vẹn để về nhà đâu. Alo. Khốn nạn. Có chuyện gì vậy anh? Hả? Con Ân có chuyện gì? Thằng Khương nó làm gì con Ân? Thằng Khương nó bắt cóc con Ân. Nó kêu mình mang tiền tới chuộc. Tại sao lại làm vậy chứ? Anh hãy thả Lan ra đi mà. Em năn nỉ anh đó. Anh thả bạn em ra đi mà. Em tốt bụng quá. Sao không chịu lo cho mình mà lo cho bạn chi vậy? Anh Khương. Em xin anh mà. Anh hãy thả bạn em ra đi. Bạn em đâu có làm gì anh đâu. Có chứ. Nó là em của thằng Kỳ. Thằng đã cướp em từ trong tay của anh. Không. Anh Khương à, anh đã lầm rồi. Em với anh Kỳ là anh em ruột với nhau mà. Ủa vậy hả? Dạ. Lúc vậy đó. Em với thằng Kỳ là anh em của nhau. Anh biết lâu rồi. Nhưng mà giờ muộn rồi. Nhưng với anh, em bây giờ không còn quan trọng nữa. Đối tượng ra khỏi nhà rồi, báo cáo cấp trên đi. Ừ. Alo. Báo cáo thủ trưởng, tên Tà Cun và vợ của hắn vừa mới lái xe ra ngoài.
cứ bám sát đối tượng, có gì được báo cáo cho tôi rõ. Rõ. Đúng ra thì anh chỉ định bắt cóc một mình em thôi, nhưng mà lỡ con bạn của em nó xuất hiện, cho nên anh bắt nó luôn. Chứ làm sao giờ, nó là em thằng Kỳ, anh bắt nó trả thù thằng Kỳ luôn. Anh làm thì em chịu. Nhìn em nó cũng ngon chứ bộ. Lãng ơi, con đừng có sao nhé. Hồng Ân, Hồng Ân à. Đứng lại. Em bình tĩnh lại. Hồng Ân, mày muốn gì hãy nói mau. Muốn gì hả? Ông cũng biết rồi đó. Tiền đâu? Mày muốn tao đưa tiền à? Hãy thả con gái tao ra mau. Thả ra mau. Ông lớn tiếng với tôi hả? Ở đây ông không có quyền. Người có quyền lớn tiếng là tôi chứ không phải là ông. Khương à, dì xin con đó. Con Hồng Ân không có tội gì đâu. Con tha cho nó đi mà. Cô xin con mà. Đưa tiền cho nó đi anh. Không được. Thả người trước đi. Khương, mày biết tao là ai rồi chứ?
Ông tuy là có bản lĩnh, nhưng mà trong vụ này ông thua rồi. Đưa tiền thì tôi thả người. Khương à, ông nghe rõ chưa? Cô xin con đó. Đưa tiền, nhanh đi. Bình tĩnh đi. Tiền, phải thả người trước. Đó là luật. Mày đừng có manh động. Nghe tao nói không?